tiếp cận và ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý, dạy và học của ngành giáo dục thị xã Đông Triều đã trở thành một trong những điểm sáng của cả nước về việc triển khai các mô hình, công nghệ mới trong hoạt động giáo dục, trong đó điển hình là việc dạy học bằng bài giảng điện tử. Mặc dù mới được đưa vào giảng dạy từ tháng 5 2015, nhưng đã cho thấy được hiệu quả rất lớn khi tạo được sự tương tác giữa giáo viên và học sinh, giúp cho bài giảng được dễ hiểu và dễ tiếp thu hơn. Bên cạnh đó, công tác giảng dạy của cán bộ giáo viên các trường cũng được cải thiện rõ rệt. Ghi nhận tại giờ học địa lý tại trường tiểu học Lê Hồng Phong, mỗi học sinh được sử dụng một máy tính bảng để làm bài tập của giáo viên giao cho. Các em học sinh thích thú khi vừa học vừa được xem các đoạn video minh họa để làm bài tập và trả lời những câu hỏi của giáo viên thông qua chính những hình ảnh đó. Ứng dụng công nghệ thông tin nói chung và việc ứng dụng cái mô hình lớp học thông minh nói riêng đã đem lại một cái hiệu quả cũng như là chất lượng giảng dạy nhất định. Còn đối với học sinh ấy, thì khi các em tiếp cận với mô hình này thì các em sẽ tạo được cái hứng thú học tập. Các em có thể tự mình khai thác được những cái thông tin, những cái kiến thức qua mạng internet. Các em có thể chia sẻ cái kết quả học tập của mình với các bạn khác. Chúng em đã được tiếp cận với mô hình lớp học thông minh. Qua mô hình này, chúng em có thể tiếp thu hơn trong học tập. Chúng em có thể tìm các thông tin trên mạng internet và em có thể trao đổi những kết quả học tập của mình đến với các bạn học sinh trong lớp ạ. Còn giờ học tiếng Anh tại trường trung học cơ sở Bình Khê, bài giảng điện tử được triển khai một cách có hiệu quả. Từ bục giảng thông minh, giáo viên có thể quản lý bài học của học sinh, giao nhiệm vụ cho các em và ngược lại, học sinh có thể gửi câu hỏi và câu trả lời tới màn hình tương tác của giáo viên và trả lời những câu hỏi của giáo viên trực tiếp trên máy tính bảng. Thích nhất là môn học tiếng Anh ạ. Bởi vì là học ở trong phòng học thông minh thì cô giáo cho chúng em nghe những băng đài của người nước ngoài nói rất là chuẩn. Và từ đó thì cô giáo cũng dạy chúng em nói về câu từ tiếng Anh chuẩn để theo phát âm theo người nước ngoài ạ. Hiện nay, trung tâm được thiết kế theo mô hình 3 cấp, phòng giáo dục và đào tạo quản lý chung, các trường thành viên xây dựng kho dữ liệu riêng, giáo viên của các trường mầm non đến trung học cơ sở tự xây dựng kho dữ liệu bài giảng và đưa bài giảng điện tử theo chuẩn quốc tế SCOM lên kho dữ liệu. Những bài giảng điện tử sau khi được tổ trưởng chuyên môn duyệt thì tải bài giảng lên kho dữ liệu sử dụng chung toàn ngành. Sử dụng phòng học thông minh thì học sinh sẽ được cuốn hút và sẽ tạo hứng thú trong quá trình giảng dạy. Và giáo viên thì tạo ra được một cái bài giảng có chất lượng cao và giờ dạy đạt được cái chất lượng cao hơn. Và trong năm học 2015-2016 thì Phòng Giáo dục và Đào tạo Thị xã Đông Triều có trình đề án duyệt, soạn và duyệt giáo án trực tuyến. Thì nếu như mà đề án này được duyệt và đi vào thực hiện thì đấy cũng chính là cái thỏa mãn cái nhu cầu và thỏa mãn cái tâm nguyện của anh chị em chúng tôi. Đây là một cái bước đột phá trong cái soạn và giảng giáo án. Dụng công nghệ thông tin trong lĩnh vực quản lý và các hoạt động dạy và học trong các nhà trường. Triển khai từ sớm 2008 thì Đông Triều đã triển khai đồng loạt các cái giải pháp để ứng dụng công nghệ thông tin như là đầu tư về hạ tầng cơ sở, đầu tư cho công tác bồi dưỡng đội ngũ cán bộ giáo viên. Và cái hiệu quả của nó trong những năm vừa qua cho đến nay, công nghệ thông tin đã trở thành một cái công cụ thực sự để nâng cao chất lượng dạy và học, để nâng cao chất lượng quản lý trong các nhà trường. Nổi bật nhất là mô hình phòng giáo dục điện tử đã cơ bản được hoàn thiện với tất cả các cái tính năng hiện đại và rất thân thiện. Và chúng tôi hy vọng rằng cái công nghệ này sẽ được tiếp tục phát triển ở Đông Triều cũng như ở nhiều nơi trong ngành giáo dục của Quảng Ninh. Hiện nay, 100% trường mầm non, tiểu học và trung học cơ sở tại thị xã Đông Triều đã được trang bị hệ thống phòng máy vi tính với trên 1.500 máy, trên 600 máy chiếu, trên 1.400 các loại thiết bị điện tử hiện đại khác để phục vụ cho công tác giảng dạy.